Sáng ngày 12 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Nhùn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8. Đồng chí Hà Văn Sơn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Việt Nam huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện. Trong tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện tích cực chỉ đạo triển khai các biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội đã đạt được một số kết quả nhất định. Gieo cấy lúa vụ mùa được 858 ha, đạt 73,2% so với kế hoạch. Tiếp tục tập trung chăm sóc cây ngô vụ xuân hè, lúa nương, quế, triển khai thực hiện mô hình trồng lúa kết hợp nuôi cá năm 2024. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ được quan tâm kiểm tra thường xuyên. Công tác bảo vệ rừng, công tác sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được triển khai thực hiện tốt. Giá trị sản xuất công nghiệp 391,43 tỷ đồng, một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ước đạt đã xây dựng 9.700 mét khối, điện phát ra 331,169 triệu kWh, nước máy sản xuất 15.400 mét khối, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong tháng 7 ước đạt 13,10 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách địa phương 446 tỷ 855 triệu đồng, đạt 79,64% kế hoạch giao. Tính đến thời điểm báo cáo, toàn huyện có 34 hợp tác xã, 501 hộ kinh doanh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, bán lẻ hàng hóa, lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu, dịch vụ, ăn uống, nước giải khát, nhà nghỉ. Trong tháng, cấp mới 2 hộ kinh doanh, chấm dứt hoạt động 2 hộ kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được triển khai hiệu quả. Công tác phòng chống khắc phục thiên tai trong những ngày mưa lũ được chú trọng, việc duy tu sửa chữa các tuyến đường huyện, xã, cầu dân sinh luôn kịp thời. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, các nội dung tập trung đưa ra thảo luận chủ yếu là các vấn đề như tiến độ thực hiện công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công, công tác thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, tiến độ trồng rừng mới năm 2024, công tác chăm sóc các diện tích cây trồng, vật nuôi và vấn đề tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Sơn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đánh giá cao các kết quả mà huyện Nậm Nhùn đạt được trong tháng 7. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị với chức năng nhiệm vụ được giao cần nghiên cứu đóng góp ý kiến, hoàn thiện kế hoạch rà soát đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn huyện và quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Nậm Nhùn, quan tâm rà soát lại công tác phòng chống thiên tai, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện tốt công tác chăm sóc cây trồng, vật nuôi, công tác trồng rừng, triển khai thực hiện phương án sắp xếp dân cư, làm tốt công tác giảm nghèo, công tác quy hoạch, đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo theo kế hoạch được giao.